Mới đây, người dân ở Lao Bảo, Quảng Trị nhận được thông báo của Điện lực Khe Xanh tới ký lại hợp đồng mua bán điện vì hết hạn hợp đồng. Tuy nhiên, khi tới đây và làm theo chỉ dẫn, người dân phát hiện thông tin của mình được dùng đăng ký tài khoản của một ngân hàng khi không được cho phép. Nắm được thông tin, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Lao Bảo đang tiến hành làm rõ vụ việc. Trước đó, nhiều người dân ở thị trấn Lao Bảo nhận được thông báo của Điện lực Khe Xanh thuộc Công ty Điện lực Quảng Trị Yêu cầu trong các ngày mùng 8, mùng 9 tháng 8 đến trụ sở đội quản lý điện Lao Bảo, thuộc quốc lộ 9 thị trấn Lao Bảo để ký lại hợp đồng mua bán điện điện tử. Nguyên nhân do phải ký lại hợp đồng đã hết hiệu lực. Nhận được thông tin, nhiều người dân đã có mặt, đem theo giấy tờ cá nhân để ký lại hợp đồng mua bán điện điện tử. Tuy nhiên khi tới đây, họ được các nhân viên điện lực và một số nhân viên không mang đồng phục nhân viên điện lực yêu cầu xuất trình các loại giấy tờ, đưa điện thoại cho các nhân viên, đồng thời dùng điện thoại chụp hình cá nhân. Ngay sau đó, nhiều người dân phát hiện thông tin cá nhân của mình được dùng để đăng ký một tài khoản một ngân hàng. Lo sợ thông tin cá nhân bị sử dụng khi không được cho phép, từ chiều mùng 9 tháng 8, nhiều người dân đến trụ sở đội quản lý điện lao bảo yêu cầu làm rõ. Trả lời vấn đề này, đại diện Điện lực Khe Xanh cho biết, phía Điện lực chỉ lấy thông tin của người dân để ký lại hợp đồng mua bán điện điện tử. Tuy nhiên, quá trình triển khai làm thủ tục ký hợp đồng trên Bưu điện huyện Hướng Hóa có đề nghị cho nhân viên bưu điện đến tiếp cận người dân để thuyết phục cài đặt tài khoản ngân hàng số. Mục đích của việc mở tài khoản này để chi trả các hóa đơn. Quá trình làm việc các nhân viên bưu điện không trao đổi rõ cụ thể với người dân dẫn đến tình trạng trên. Đến khoảng 22 giờ ngày 9 tháng 8, sau khi ông Phạm Ngọc Tiến, giám đốc bưu điện huyện Hướng Hóa, làm biên bản cam kết, người dân mới rời khỏi trụ sở điện lực. Trong biên bản cam kết của bưu điện huyện Hướng Hóa đã thừa nhận quá trình thực hiện sai quy trình do tự ý lấy điện thoại và chụp hình căn cước công dân, hình ảnh chân dung của người dân ở thị trấn Lao Bảo, cũng như sử dụng thông tin của người dân tạo tài khoản để mở tài khoản ngân hàng số, cách, thuộc một ngân hàng mà chưa có sự đồng ý của người dân. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân, Bưu điện huyện Hướng Hóa cam kết, trong ngày 10 tháng 8, đơn vị sẽ thực hiện thống kê đầy đủ tên tuổi, địa chỉ tất cả các số tài khoản ngân hàng số cách đã được mở trong ngày mùng 8, mùng 9 tháng 8 và báo cáo bằng văn bản với Ủy ban Nhân dân thị trấn Lao Bảo, Công an thị trấn Lao Bảo. Bộ điện huyện Hướng Hóa chịu trách nhiệm liên hệ trực tiếp với ngân hàng để hủy toàn bộ tài khoản đã mở trong thời gian trên, đồng thời gửi tin nhắn báo về theo số điện thoại của khách hàng. Ngày mùng 10 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Lao Bảo cho biết địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng làm rõ vụ việc Người dân bị nhân viên bưu điện tự ý lấy thông tin cá nhân, mở tài khoản ngân hàng khi đi ký lại hợp đồng mua bán điện điện tử. Hiện nay, việc lộ thông tin cá nhân, thậm chí là lừa đảo qua điện thoại để chiếm đoạt tài sản ngày một tinh vi và hống khách của các nhóm đối tượng. Người dân cần đề cao cảnh giác và đề phòng, hạn chế tiết lộ thông tin cá nhân, đồng thời báo cáo cho cơ quan chức năng biết nếu như nghi ngờ hay nhận được lời đe dọa qua điện thoại. Công nghệ phát triển nhưng tiềm ẩn trong đó cũng là nhiều rủi ro trong việc lộ thông tin các cá nhân tràn lan ra bên ngoài.